Đà điểu này là 800.000 một con nhá. À quên, 800.000 một con là một con gà Tây. Đây còn đây là con đà điểu thì không bao giờ có cái dưới cái giá 2 triệu đâu các bạn ạ. Nên ra em làm cái clip này là mong các bác là đừng có mà tham rẻ. Mua 1 triệu 2, 1,5 triệu, 800.000 một con mà người ta không yêu cầu đặt cọc, người ta vẫn gửi hàng cho mình. Rồi người ta báo là 800.000 một con, 2 con, 1,6 triệu là một số các trang chạy quảng cáo đấy, là các bác phải cảnh giác nhá. Và khuyến cáo là các bác lên tìm hiểu thật kỹ những cái đơn vị bán hàng có bề dày lịch sử hay không. Thứ hai là khi nhận hàng các bạn lên kiểm tra. Con đà điểu thì về cơ bản thì nó có hai ngón, đây nó có hai ngón thôi, mà cái đầu của nó là đầu như thế này, nó có cái vằn vằn ở cổ và cái mỏ của nó giống như mỏ ngan, mỏ vịt, mỏ ngỗng đấy. Còn các bác nhận, một số bác gọi điện cho em bảo là con đà điểu có mấy ngón, nhận những con đà điểu nó có ba bốn ngón, có bốn ngón và mỏ của nó giống như mỏ gà hay mỏ quạ, mỏ đa đa, thì mỏ nhọn đấy, thì đấy đấy là cái con gà Tây. Con gà Tây trị giá nó khoảng 200.000 một con, mà người ta bán theo bác 800.000 một con thì người ta quá lời rồi. Kể cả người ta gửi đi mà thối một vài đơn hàng một ngày, người ta chỉ gọi là loằng ngoằng với một hai khách hàng là người ta ấm rồi. Nên ra là xã hội chả biết thế nào mà lần. Em cũng chả muốn động đến cơm miếng cơm manh áo của ai đâu, nhưng mà cái chủ đề gà Tây đà điểu mấy hôm nay là nó phải đến mỗi ngày phải có mấy người cứ gọi điện cho em là báo là bị lừa. Một phần là các bác thiếu sự tìm hiểu, thứ hai là thiếu sự cảnh giác, thứ ba là cái nhận dạng con đà điểu là chả biết được. Nên em phân tích cái chân của nó là chỉ có hai ngón là con đà điểu thật đấy, mà con đà điểu giả là con gà Tây nó có bốn ngón. Còn cái mỏ của nó là con đà điểu thật thì mỏ nó như thế này đấy, mỏ đầu mỏ nó như thế này kia đấy, mắt to, mỏ giống mỏ ngỗng, mỏ ngạ vịt, mỏ ngan, nhưng mà cái cổ nó có cái đấu đố vằn vằn và lông của nó là lông kim tuyến nhé các bạn nhé. Đà điểu thì về cơ bản chân nó dài và cánh nó không có, gần như cánh không có tí nào cả, cụt đây này, nó tròn như con này và nó không có khả năng bay được. Còn các bạn, một số các bác nhận cái món gà Tây ấy thì thực tế là ấy, thực tế là nó đã có cánh mà nó bay nhảy được rồi. Nên các bác lên cảnh giác về cái vấn đề là mạng bây giờ nó có hai mặt, tiếp cận thông tin thì rất là nhanh nhưng mà chính xác hay không thì ta xét sau. Thì một số anh em trên cái hội nhóm đà điểu thì cũng lên tiếng đi, chúng ta lên tẩy chay bỏ những cái thành phần rác rưởi, họ vì đồng tiền mà họ lừa cả những người nông dân nghèo khổ. Đây, mua 800.000, 1,2 triệu một cái con gà hai lạng ba lạng nuôi đến bao giờ chưa cập được, mà thực tế là rất là bức xúc, mất tiền nhưng mà mất mất cả niềm tin với những cái xã hội này, mất cả cái, thậm chí là bản thân những người như chúng tôi cũng bị một cái sự ảnh hưởng về uy tín đấy. Nên là anh em đã ai đã từng làm con giống thì cứ đợt này cũng nên lên tiếng đi nhá, chúng ta lên tiếng và chúng ta tẩy chay bỏ những cái không đúng sự thật đấy. Đấy, cái thủ đoạn của những cái nhóm này á, thì các bạn nên nhớ là người ta cũng bỏ tiền ra, người ta chạy quảng cáo trên Facebook, thành lập ra những cái trang Facebook, các fanpage Facebook và những cái số sim rác thì mình không tiện nói tên ở đây cả, nhưng mà các bạn nên nhớ là đà điểu không bao giờ có dưới giá 1,9 triệu, 1,8 triệu đâu. Nếu mà tầm 2 triệu thì nó mới đảm bảo đấy, nhưng là nó tầm như thế này này, còn nhỏ hơn thì có thể lùi đi 100 thôi chứ cũng không không thể quá là ở cái mức 1,2 triệu được, 1,5 triệu cũng không thể tin được. Nhưng các bác đừng tham rẻ, mà các bác gọi là cứ thiếu hiểu biết, thiếu tìm hiểu. Thì về cơ bản thì con giống thì ở đây thì em bán 5 năm nay rồi, nên ra là riêng ngày hôm qua thì có 3 người gọi điện cho em là đều bị lừa đấy, người thì 2 con, người 5 con, người thì 10 con, chửi vã nhau trên mạng rồi thôi. Nên một số anh em nhà xe thì họ cứ giao hàng nhận tiền, gọi lại cho họ thì họ cũng có người trả lại tiền, có người thì cũng gọi là vào gùa với bên gọi là bên bán hàng, bên không trung thực kia. Thì cái kinh nghiệm thì các bác lên tìm hiểu đơn vị bán hàng, xem hàng trước khi ấy, mà những cái đơn vị mà không yêu cầu đặt cọc là chắc chắn là cũng phải xem xét. Đấy, giá quá mềm là cũng phải xem xét. Đặc biệt là chúng ta có được quyền kiểm tra, nếu như mà những người ghê gớm người ta kiểm tra không phải con đà điểu, người ta còn 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 thu luôn, còn có ý kiến luôn. Đấy, bởi vì thực ra là như thế là lừa,
Các bạn tưởng tượng như 10 con nếu như mà lừa thành công thì người ta bỏ túi 6 triệu. Một ngày người ta quảng cáo cả một cái xã hội Việt Nam này không biết bao nhiêu người, nhân với 6 triệu lên. Đâu tôi nghĩ đây nó là cả một cái tập thể. Đây nó cả một cái hội nhóm. Mà cũng mong là các đơn vị chức trách lên tìm hiểu cái vấn đề này và lên tạo thành những cái bẫy để loại trừ bỏ khỏi cái xã hội này, bởi vì họ lừa những người không có tiền rất là đau khổ. Đấy. Đấy. Còn như các con như này bọn em bán toàn 2,1 triệu một con đấy, 2,1 triệu đấy. Rất là to rồi đấy. Thì báo cáo với anh em là thực ra là có những anh em nhận được rồi, bức xúc quá bắt đầu gọi điện cho mình hỏi, mình cũng thấy bức xúc thay. Đấy. Cũng thể nào cũng có người ta ghê gớm, người ta sẽ úp lại với những cái thành phần đấy. Các bạn nên nghĩ cách như thế nào đấy, động thái người ta sẽ dùng nhà xe làm trung gian. Đồng thời nếu như các bạn mà theo xe quay lại, tại vì người ta nhà xe báo là ra lấy tiền thì chắc chắn là đối tượng đấy nó sẽ ra lấy tiền, thì chúng ta sẽ túm ngược lại từ đằng đuôi đó, bởi vì có một cái khe hở là họ sẽ vẫn phải lấy tiền. Thì điều đó thì các bạn nào mà bị lừa rồi nên tạo ra một cái tình thế nào đấy để chúng ta úp lại. Đấy. Thì hôm nay mình làm cái clip này hy vọng rằng là ai đó đang làm cái vấn đề không chuẩn thì lên bỏ đi, và ai mà trước khi mua đà điểu thì lên xem video này, chia sẻ video này cho mọi người để tránh thiệt hại cho bà con nông dân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.